máy như của mình thì cái số lượng nó cực kỳ lớn, và lợi nhuận thì bạn có thể thu về từ 4 đến 500 triệu ở riêng cái sản phẩm này các bạn nhé. Hôm qua mình có làm một cái video nói về cách gia tăng lợi nhuận cho đại lý, thì có vẻ là mọi người đang rất quan tâm về chủ đề này và mọi người hỏi mình rất là nhiều. Thì hôm nay mình có làm thêm một tập mới. Đây là một cái mẹo dành cho các đại lý mà rất ít nhà máy nói cho bạn biết. Và có một cái bí mật là dù cho bất kỳ một nhà máy nào, dù lớn hay nhỏ, dù có sở hữu một cái đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, thì trong cái quá trình sản xuất người ta đều sẽ có những cái phát sinh hàng lỗi. Thì các bạn có thể nhìn quanh ở đây một vòng, đây là những cái hàng lỗi trong cái quá trình của mình sản xuất, và cái hàng này được gọi là tỷ lệ lỗi trong cái khả năng cho phép. Vậy thì cái hàng này tại sao nó lại đem lại cái lợi nhuận cho các bạn? Vì các bạn có thể nhìn thấy rằng cái hàng này thì nó được xếp vào cái hàng loại 2. Tuy nhiên là nếu chúng ta thu mua những cái hàng này về, chúng ta bán lợi nhuận nó sẽ được cao hơn rất là nhiều hàng này. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì là cái hàng thành phẩm á, thì nó có một cái giá niêm yết từ nhà máy rồi, nên là chúng ta sẽ không thể nào mà lợi nhuận cao được. Nhưng mà riêng cái hàng loại 2 này thì cái chất lượng đầu ra nó không được đều, và đương nhiên là cái giá nó cũng sẽ dung sai theo cái chất lượng sản phẩm. Và cái điều này định giá thì không có ai định giá được cái chuyện này cả, mà nó chỉ có thuận mua thì vừa bán, nó theo một cái mức giá gọi là mức giá tương đối. Vậy nên là cái biên lợi nhuận của các bạn nó sẽ rất là rộng. Các bạn có thể nhìn thấy những cái sản phẩm này nó gọi là sản phẩm phế liệu. Vậy thì nếu như chúng ta bình thường thì chúng ta sẽ đem vứt đi, nhưng nếu chúng ta mang đến cho những cái đơn vị mà người ta có thể tái sử dụng lại được, thì người ta sẽ mua cho bạn cái giá rất là cao. Thứ hai là những cái sản phẩm như hàng tôn loại 2 này, đối với rất nhiều những cái công ty khác thì cái hàng loại 2 này họ sẽ trộn vào cái thành phẩm hàng loại 1 để nhằm gia tăng cái lợi nhuận, nhưng mà công ty mình thì sẽ không làm như vậy. Và khách nào mà có nhu cầu thì mình sẽ nói đây là hàng loại 2 và mình sẽ bán cái giá loại 2 cho các bạn, để các bạn có thể là gia tăng được cái thu nhập nó tốt hơn. Và tiếp đến là đây là một cái sản phẩm sẽ đem lại lợi nhuận cho các bạn rất là cao, đó là tôn. Đây là những cái sản phẩm trong quá trình sản xuất nó bị hỏng hoặc nó bị lỗi do rất nhiều yếu tố. Về đây là những sản phẩm tôn lập trong cái quá trình sản xuất ấy, thì nó sẽ phát sinh một vài những cái lỗi, ví dụ như là sai kích thước, sai quy cách, sai màu. Và đương nhiên là nó chẳng có vấn đề gì cả các bạn ạ, nó chỉ là sai cái kích thước của cái hàng khách hàng đặt thôi. Còn nếu mà chúng ta thu mua được nhiều những cái mặt hàng như này, chúng ta bán cho những cái đơn vị mà người ta nhu cầu ngắn hạn, ví dụ như là quây tường hoặc quây hàng rào hoặc là làm nhà kho ngắn ngày, thì những cái này hoàn toàn có thể đảm bảo được cho những cái người tiêu dùng người ta làm những cái nhu cầu như vậy, và cái chất lượng thì vẫn đảm bảo các bạn nhé. Thì cái này nó có một cái vấn đề là nó có một cái nhược điểm là cái sản lượng của cái thằng này thì nó sẽ không được nhiều đâu bạn ạ, nó sẽ không được nhiều. Nhưng nếu bạn kết hợp, bạn có mối quan hệ với nhiều nhà máy, bạn đến bạn làm việc thì họ sẽ để cho bạn một cái mức giá nó rất là tốt. Thì thường là những cái nhà máy lớn ấy, nhờ như của mình thì mình sẽ không quan tâm nhiều đến cái sản phẩm này đâu, mà mình sẽ bán cái ngưỡng giá nó khoảng nó chỉ xem cái mức giá phế liệu một chút hoặc cao hơn một chút thôi. Và các bạn về hoàn toàn có thể bán được cái mức giá nó chênh lên từ 3 đến 5 nghìn trên một cân. Cái thằng này thì mình ước tính nếu mà mỗi một nhà máy sản xuất lớn như của mình thì nó sẽ ra vào khoảng từ 5 tạ hoặc hơn trong một tháng. Vậy thì nếu mà bạn có danh sách của 100 nhà máy như của mình thì cái số lượng nó cực kỳ lớn, và lợi nhuận thì bạn có thể thu về từ 4 đến 500 triệu ở riêng cái sản phẩm này các bạn nhé. Cái sản phẩm này là sản phẩm cực kỳ hot trên thị trường, cứ hở ra là sẽ hết. Nên là hôm nay mình mách cho bạn một cái mẹo như vậy để các bạn có thể gia tăng được thêm một thu nhập. Thứ hai là các bạn biết thêm một cách nữa để mình có thể tận dụng tối đa được cái lực của mình và thêm được cái lợi nhuận cho cửa hàng của chúng ta. Và hàng tháng công ty mình cũng có một cái số lượng hàng nhất định
và hàng tháng công ty mình cũng có một cái lượng hàng nhất định, hàng lỗi, hàng thanh lý, hàng đổi trả. Và nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ với anh Thép để được báo giá tốt nhất các bạn nhé.